Khu đô thị Tây Hồ Tây là một trong những khu đô thị quốc tế lớn nhất Hà Nội, được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn DAEWOO Hàn Quốc. Một trong những chức năng quan trọng của khu đô thị này là được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Việt Nam và cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn kinh tế lớn của thế giới. Tại khu đô thị này, trong tương lai sẽ có nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đặt vị trí tại đây. Đầu tiên phải kể đến đó là tập đoàn Samsung. Samsung đã quyết định xây dựng mới trung tâm phát triển và nghiên cứu R&D tại địa điểm có ký hiệu B1CC3, khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, với diện tích 11.600m2. Dự án sẽ được xây dựng với quy mô 19 tầng, trong đó có 3 tầng hầm và 16 tầng nổi, có sức chứa khoảng 3.000 người. Dự án đang được thi công và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Đây sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển tầm cỡ thế giới. Thứ hai là tập đoàn E-mart. Đây là tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Hàn Quốc, có quy mô 160 siêu thị lớn nhỏ khắp châu Á. Hiện tại, E-mart đã đổ bộ vào Hà Nội với sự tác chiến cùng với Starlink tại ô đất có ký hiệu B1CC1 với tổng diện tích đất là 11.439m2 và B1CC2 với diện tích đất 12.462m2 ngay tại vị trí đắc địa của khu đô thị với một mặt là đường Tây Thăng Long và một mặt là đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài. Thứ ba là tập đoàn CJ. Tập đoàn CJ là công ty dịch vụ ăn uống và giải trí hàng đầu Hàn Quốc với lịch sử hơn 60 năm, được biết đến thông qua các dịch vụ như rạp chiếu phim, dịch vụ hậu cần và sản xuất thức ăn. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển THT đã lựa chọn CJ thông qua công ty con là nhà đầu tư phụ đáng tin cậy vào hai lô đất B2CC1 có diện tích là 8.753m2 và B2CC2 có diện tích là 8.731m2. Để trở thành điểm thu hút lớn cho cả người dân ở Starlink và khách du lịch, nhằm mang đến các giá trị chân thực như chữa bệnh, thư giãn và giải trí. Thứ tư là công ty trách nhiệm hữu hạn S&D về khách sạn. S&D là công ty đã hoạt động kinh doanh từ năm 2006 với kinh nghiệm cao trong việc phát triển và xây dựng kho bãi, hậu cần, khách sạn. THT đã lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn S&D là nhà đầu tư phụ đáng tin cậy để vận hành các cơ sở khách sạn trong Starlink tại ô đất có ký hiệu H5CC1 có diện tích là 20.036m2. Đây là một lô đất tuyệt đẹp bên bờ hồ của khu siêu thị.
thứ 5 là Taseco. Taseco là một tập đoàn đa ngành rất thành công trong lĩnh vực phát triển mảng kinh doanh dịch vụ phi hàng không truyền thống. Taseco đã có mặt tại hàng loạt các sân bay quốc tế lớn trong cả nước như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng, Phú Bài, Phú Quốc, v.v. Đồng thời, công ty cũng đã mở rộng ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, đầu tư hạ tầng, nhà ga hàng không, dịch vụ khách sạn, cung cấp suất ăn hàng không. Với kinh nghiệm và tiềm lực mạnh mẽ như vậy, Taseco đã ký thỏa thuận với chủ đầu tư THT phát triển lô đất ký hiệu B3CC2 có diện tích 23.600m2 trong khu đô thị Starlake để xây dựng tòa nhà hỗn hợp bao gồm khách sạn, cao ốc, văn phòng và trung tâm thương mại cao cấp. Thứ 6 là trường phổ thông liên kết quốc tế Gateway. Trường học được xây dựng trên tổng diện tích 20.800m2, có ký hiệu là khu H3, gồm các phân khu H3NT1, H3TH1, H3TH2. Đây là trường phổ thông liên cấp, được trang bị bể bơi 4 mùa, phòng nhạc, xưởng sáng tạo, phòng chức năng, phòng audio. Trường Gateway đang được xây dựng và trở thành trường đạt chứng chỉ công trình xanh, được công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế. Và mới đây nhất là Toshin của Nhật Bản. Toshin là nhà phát triển nổi tiếng được thành lập vào cuối năm 1963. Tại Starlake, Toshin sẽ đầu tư vào lô đất có ký hiệu C1, CC1 rộng tới 1,7 hectare. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm vui chơi, mua sắm không thể bỏ lỡ của người dân thủ đô trong tương lai.